Phương Hằng là ai? Thôi anh không dám nói tới người ta đâu. Thôi anh đừng đụng nữa. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Thành viên xin được chào đón thích khách hôm sau.
cười tươi nào. Rồi, ok. Xin được chào đón ca sĩ Ngô Thái Ngân. Mon 2K ghế quay hết chưa? Chúng là nhà sản xuất của bộ phim này. Sau thành công của Bad Drama, Nghe Bẹo Dèo Ai 2 năm trước. Ống kính hậu trường, mình là Tăng Phúc. Thì hôm nay đến giờ buổi công chiếu của phim Mon 2K đây, cảm xúc như thế nào? Trước hết đến với phim Mến Gái Miền Tây thì mọi người ơi, ở đây rất là đông và rất là vui, tại vì mình được gặp lại rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ mà gần như là toàn người quen không, mà tại vì anh Khoa là một người rất là dễ mến, và cho nên là anh mời rất là nhiều nghệ sĩ và gần như là ai cũng đi hết, và ở đây cực kỳ đông và cực kỳ vui luôn, như đúng y như là một cái không gian mà chợ miền Tây mà mình thường hay biết. Và Phúc rất là mong mỏi là mình sẽ được xem một bộ phim thật là hay, thật là hoành tráng và mang lại nhiều cảm xúc cho tất cả chúng ta. Từ đây bộ phim là Mấy Ngày Miền Tây, nhưng hôm nay anh Đăng Khoa sẽ xuất hiện với một trang phục mà màu xanh như vậy, thì anh có thấy bất ngờ không? Thật ra hồi đầu thì mình cũng suy nghĩ là không biết là bữa nay Khoa định giả gái hay là Khoa sẽ mặc đồ bình thường, thì Phúc nghĩ là chắc là vì công đoạn giả gái nó khá là mất thời gian và hơi cực, cho nên là vì Khoa phải chuẩn bị. Phúc có nhắn tin với Khoa là Khoa nói là Khoa ở trên này từ hồi 3-4 giờ rồi, cho nên là rất là kiểu như là Khoa rất là lo lắng cho cái buổi ra mắt phim ngày hôm nay, cho nên là chắc là không có thời gian để giả gái, cho nên là mình cũng hơi thông cảm cho Khoa chút xíu. Nhưng mà mọi người một lát cũng sẽ được xem anh Khoa giả gái trong Mến Gái Miền Tây. Trong số những nhân vật trong phim thì Hạnh Phúc trông rằng là nhân vật nào nhất? Thì đương nhiên chắc chắn là mình trông đợi vào Mến rồi. Tại vì mình cũng biết là trong quét drama thì mọi người nghe Võ Lăng Khoa là có rất là nhiều những cái câu chửi mà gọi là thần thánh. Không biết là trong phim điện ảnh thì Khoa sẽ nâng cấp nó lên như thế nào, và những cái tình tiết trong phim nó sẽ gây cấn ra sao, thì mọi người hãy cùng ra rạp để xem thử và biết ha. Nếu như mà có một lời mời đóng phim từ anh Võ Lăng Khoa thì có sẵn sàng không? Mọi người ơi, tôi bị hụt vai. Thật ra là tôi cũng sắp muốn đóng lắm nhưng mà tôi không có thời gian.
Tại vì thứ nhất là lịch diễn cái đi phút của Phúc thì nó cũng khá là dày, cho nên là mình cũng không có thời gian để mình sắp xếp để đi quay một cái tập nào của anh Khoa. Tại vì cái thời điểm anh Khoa quay lúc đó là dịch cũng vừa hết, cho nên là show của Phúc nó chọn vía là nó khá là dày và gần như là không có ngày nghỉ, cho nên là mình không có sắp xếp được. Nhưng mà Phúc cũng cố gắng góp giọng hát của mình vào trong cái bộ phim này, và cái đoạn Phúc hát ở khúc nào và nó gây cảm xúc cho mọi người ra sao thì mọi người hãy cùng ra đạp để xem Mến Gái Miền Tây và đón chờ những cái tình tiết thật là hay, cũng như là cái đoạn nào bài hát của Phúc được vang lên nhé. Lúc nãy anh có nói là anh một vai, thì không biết vai của anh là vai gì? Thật ra thì mình cũng định đóng vai phụ thôi, cameo xuất hiện hai ba cái đẹp đẹp rồi xong mình biến mất thôi. Chứ mình cũng không biết là, không có dám tự tin là mình có thể diễn một cái vai nào. Kiểu như là hình tượng mọi người đã biết là Phúc là một bạn nói chung là chuyên hát ballad, rồi lên xuất hiện lúc nào nó cũng hơi chỉnh chu như thế này. Thì liệu mình vô cái phim này mình sẽ đóng được vai gì? Thì lúc đó mình cũng khá là lo lắng và suy nghĩ. Nhưng mà Phúc nghĩ là nếu mà sau này mình Khoa có làm một cái phim mà cần một cái vai nào đó mà anh Khoa nghĩ là nó hợp với Phúc, thì Phúc cũng sẽ sẵn sàng tự tin lăn xả, phá bỏ cái hình tượng lực lão của mình thành một cái hình tượng quậy cũng được, nó hơi lố lăng cũng được, nhưng mà nói chung là mang lại niềm vui cho mọi người là được. Giả gái có được không? Nếu như một vai giả gái thì tôi giả gái hơi xấu, nhưng tôi có thể giả gái được. Tại vì không có đứa con gái nào mà đô như tôi cả. Thật ra mình cũng không có đô lắm, nhưng mà nhìn anh Khoa cũng đô, còn đô hơn Phúc đó mọi người. Nhưng mà tại vì cái khuôn mặt của Phúc đó, nó không có gái bằng anh Khoa, cho nên là Phúc nghĩ giả gái chắc không đẹp bằng anh Khoa đâu. Nhưng mà nếu mà có ai đó make up mình đẹp đẹp thì cũng được, sẽ thử. Nói một chút về những kế hoạch trong tương lai của anh. Trong thời gian sắp tới thì Phúc có một sản phẩm mới sẽ ra mắt cho mọi người vào ngày 22 tháng 5, ngày sinh nhật của Phúc luôn. Thì đó là một bài hát kết hợp giữa nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt và một nhạc sĩ đã đi theo Phúc trong suốt 5 năm chặng đường đi hát vừa qua, đó là nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Thì đây là một cái sự kết hợp mà Phúc nghĩ là rất là đáng mong chờ, và mong là mọi người hãy ủng hộ sản phẩm của Phúc thật là nhiều. Ok, thank you em. Hello. Hello, xin chào mọi người, mình là Bé Bảy, còn đây là Thảo Nhi. Mến Gái Miền Tây của anh Võ Đăng Khoa. Ê, tính ra là em là miền Trung luôn. Vậy hả? Còn phải là miền Tây. Ồ, như vậy thì để tôi xem thử hôm nay một cô gái miền Trung có thể nào trở thành một cô gái miền Tây được hay không. Đúng rồi đó, đồn nóng quá. Với lại kiểu mà phim thấy đàn diễn viên hài cũng ngộ. Chưa đi coi. Bạn có ba này trong đó không? Không, nhưng mà chắc chắn sẽ có. Chắc chắn mình sẽ có. Bây giờ thì sao chắc chắn là phải mời Bé Bảy vô. Đúng rồi đó, tại vì đợt này chuyện này thì Bảy đi là để Bảy là xin anh Khoa là cho dai mà. Còn đợt này em đi, em chỉ còn một cái vai nhỏ thôi. Ở chứ là em ước mong được là một cô hồn các đảng đi qua đi lại trong phim. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao không ước mong vai chính đâu mọi người? Đúng rồi, vai chính. Nó là chắc chắn là dự án sau là sẽ có Bảy với Nhi nha. Ok, rồi xong sau đó anh Khoa mời Bảy với Nhi hát luôn. Đúng rồi đó. Phim bắt đầu ra rạp từ ngày 25 tháng 3, cho nên mọi người gán chờ 25 tháng 3 mọi người cần ra xem nha. Ủng hộ anh Võ Đăng Khoa nha, tại vì theo những gì Nhi biết là anh Võ Đăng Khoa đã phải thức ngày thức đêm thức hơi và đầu tư rất nhiều cho dự án đúng rồi này đó. Cho nên là cũng như Bảy hay là Nhi rất là mong bộ phim này sẽ thành công. Chúc mừng anh Võ Đăng Khoa với buổi ra mắt phim thành công nha. Dạ dạ, em với là Thảo Nhi xin chúc cho anh Khoa bộ phim này thiệt là thành công và đạt doanh thu cao ngất ngưỡng luôn nha anh Khoa ơi. Em cũng mong là như vậy nha. Phương Hằng là ai? Thôi anh không dám nói tới người ta đâu. Thôi anh đừng. Võ Đăng Khoa kính chào quý vị khán giả của kênh Ống Kính Hậu Trường. Lần này thì Khoa trở lại với bộ phim Miền Tây. Lần này thì anh vừa tham gia là sản xuất và vừa là người lên kịch bản cho bộ phim, thì có những cái khó khăn nào khi mà thực hiện bộ phim? Thật ra thì để mà gọi là khó khăn thì nhiều lắm. Bây giờ anh không biết kể từ đâu nữa, nhưng mà thật ra anh rất là muốn quý vị khán giả bằng một cái tâm trạng thoải mái nhất đến rạp coi và thư giãn nhất có thể. Bây giờ tự nhiên bây giờ mình chưa coi một bộ phim hài, mình chưa coi một bộ phim mà mình đi kể những cái áp lực đó thì nó không nên, đúng không? Thì bây giờ quý vị khán giả cứ công tâm nhất đến coi và nhận xét cho Khoa, inbox hay là làm bất kỳ cái gì đó mà để cái nhận xét đó tới được Khoa. Khoa hứa nếu mà cái nhận xét đó mang ý tích cực và đóng góp xây dựng, Khoa luôn luôn lắng nghe. Cảm hứng bộ phim này thì nãy giờ Khoa đã trả lời bên báo rất nhiều luôn rồi. Có nghĩa là đây là bộ phim mà về đề tài LGBT, là một đề tài cũng mà gọi là gần gũi đối với mọi người bây giờ. Thì Khoa
Khoa muốn có để thêm có thêm kinh nghiệm về những cái này thì Khoa tới gặp chị Lâm Khánh Chi nè, gặp là những chị chuyển giới trước, hoặc là những anh chị mà gọi là thuộc cộng đồng LGBT mà thậm chí là không nổi tiếng và lớn tuổi, thì Khoa đi về đó có một khoảng thời gian rất là lâu. Khoa ở miền Tây, ở Cần Thơ cũng như là Hậu Giang, Phụng Hiệp, thì Khoa ở đó để Khoa phỏng vấn về những anh chị mà gọi là, phải nói là dùng cái từ gì ta, cộm cán, kiểu như là ở một vùng nào đó sẽ có một số người mà gọi là nổi bật của cái vùng đó mà về LGBT, thì mình sẽ tới đó mình hỏi, mình trò chuyện, mình hỏi thăm người ta những câu chuyện về họ, rồi mình lấy chất liệu đó để mình làm lên cái kịch bản này. Mang đến trong bộ phim thì có khiến anh cảm thấy khó khăn không? Tại vì thật ra anh đã đóng Mến một lần rồi, thì khi mà đóng lại cái khó nhất của anh là làm sao cho bà Mến này bà đẹp hơn bà cũ, với lại bà vui hơn bà cũ, với lại bà cũng không mất chất của bà cũ. Cái khó hơn là anh phải vượt qua chính mình của lúc trước thôi, chứ ngoài ra thì cũng không có quá khó khăn. Cái mà anh muốn truyền đạt tới mọi người á là nhiều khi hạnh phúc nó ở gần mình lắm, nó không ở xa đâu. Mình đừng đi tìm kiếm, mình đi tìm những cái hướng về mình đi, chứ mình đừng tìm những người mà không bao giờ thuộc về mình nữa. Hạnh phúc hay không là do bản thân mình chọn. Thật ra lúc đó cái tôi cá nhân của anh bỏ đi mất rồi. Những cái lúc hôn đó thì chỉ còn cái tôi diễn viên thôi. Người hôn đó là bà Mến hôn. Chứ bây giờ mà hỏi là cái cảm giác của anh lúc đó như thế nào anh không có nhớ đâu. Bà người nó ủa sao hôn rồi mà không nhớ được. Tại vì lúc đó là bà Mến mới hôn chứ không phải Khoa hôn đâu. Thứ nhất á, là anh Tú hợp. Thứ hai là Tú rất là, sau qua những lần nói chuyện thì Tú rất là nhiệt tình với vai diễn này. Tú trình bày về cách khai thác vai, cách này, cách nọ, tất cả mọi thứ. Thì Khoa nói chắc là vũ trụ chọn bạn này gửi tới mình, bạn mới nhiệt tình như vậy. Vấn đề mà tại sao chú Hoài Linh không tới thì chắc có lẽ là em kiếm cách nào phỏng vấn riêng chú đi. Tại vì thật ra anh cũng muốn hỏi chú, anh muốn hỏi chú rồi. Nhưng mà thật ra anh nghĩ là một phần là chắc chắn nếu mà chú xuất hiện á thì sẽ rất là nhiều ống kính và gọi là truyền thông dồn dập vào, và chú cũng hiện tại sức khỏe cũng không phải là còn là cường tráng như lúc trước nữa mà để mà gọi là trả lời hết tất cả mọi người. Thà mình không xuất hiện chứ xuất hiện mà gọi là người trả lời người không thì cũng tội nghiệp chú. Anh nghĩ đó là lý do chính. Cảm ơn tiền.